truy bắt nhóm đối tượng đi ô tô trộm nhiều xe máy ở Bình Dương. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 2, hai thanh niên đi trên ô tô 4 chỗ màu trắng lượn quanh một số căn nhà nằm trong khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Khi đến trước căn nhà của Trung úy PDA, công tác tại Công an tỉnh Bình Dương, một đối tượng xuống xe trèo qua tường rào đột nhập vào trong nhà lấy chiếc xe máy hiệu Honda SH rồi dắt ra khỏi cổng tàu thoát. Đáng nói, qua nhận diện từ camera, đây cũng là hai đối tượng trộm xe máy là một bà bầu ngã nhào xuống đất khi truy đuổi bọn chúng vào chiều ngày 24 tháng 2 tại một trụ sở công ty ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Cả hai lần, nhóm này đều đi ô tô màu trắng hiệu Hyundai nhưng biển số khác nhau. Qua xác minh biển số là giả, biển số này các đối tượng đã trộm nơi khác rồi gắn vào xe này để đi gây án. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng.